Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục tuần này có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, phản ánh tình trạng gia tăng số vụ và số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, làm rõ nguyên nhân và đề cập một số biện pháp nâng cao ý thức và văn hóa giao thông trong cộng đồng. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về người dân xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy. Trong mục Nơi đẹp Xuân Nhãn có phóng sự về đoàn thanh niên xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu tạo nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em. Thưa quý vị, trong 8 tháng đầu năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn biến phức tạp. Số vụ, số người bị chết, số người bị thương đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Đây đang là vấn đề nóng và cần sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, chính quyền địa phương và ý thức văn hóa tham gia giao thông của cả cộng đồng. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, làm chết 85 người, bị thương 85 người. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 42 vụ, tăng 16 người chết, tăng 25 người bị thương. Các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao là thành phố Hưng Yên, số vụ tăng 128%, huyện Văn Giang, số vụ tăng 100%, huyện Yên Mỹ, số vụ tăng 90%. Một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, điển hình như vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày 30 tháng 7 trên tuyến đường 376, đoạn qua xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Chiếc xe ô tô do tài xế Tạ Minh Khuê, sinh năm 2004 điều khiển, đã lao sang làn đường đối diện, đâm trực diện với một xe điện, khiến hai trẻ em tử vong. Là một trong những người chứng kiến vụ tai nạn trên, bà Mẫn vẫn còn bàng hoàng bởi sự thảm khốc của vụ tai nạn. Hai vợ chồng thì đang ở trong nhà, ra thì thấy tiếng xe nó rú mạnh, xong rồi chạy ra nhòm thì nó tông, thì mình cũng không kịp kêu gì. Một cháu thì ở chỗ này, hai thằng bé là đi từ đấy về đây, từ trên này nó đi đúng đường. Tại cơ quan điều tra, đối tượng gây tai nạn đã khai nhận trước khi điều khiển ô tô đã uống rượu bia cùng bạn bè. Thậm chí đối tượng này điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe. Qua quá trình đấu tranh làm rõ thì đối tượng khai nhận là trước đó là đối tượng đã sử dụng rượu bia và được chủ xe là giao cho xe do để mang phương tiện đi sửa chữa. Thế sau đó là đối tượng lấy xe đi và sau đó là gây ra tai nạn rất là thương tâm và đã làm hai cháu bị tử vong. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng trong thời gian vừa qua là do một bộ phận người dân vẫn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, vi phạm quy định về tốc độ cho phép, đi sai làn đường. Trước tình hình tai nạn giao thông gia tăng, ngày 17 tháng 8 năm 2023, Ban An toàn Giao thông tỉnh ban hành công văn số 54 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông tăng cao trong các tháng cuối năm 2023. Trong đó, yêu cầu các ngành chức năng xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Năm An toàn Giao thông 2023 có chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn với 3 mục tiêu chính: nâng cao ý thức tự giác, chấp hành luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn nhiều người, trong đó có cả các em học sinh chưa có ý thức tuân thủ luật giao thông và thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Trên các tuyến đường, không khó để bắt gặp những hình ảnh vi phạm luật giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông như vượt đèn đỏ, điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ cho phép, lạng lách, đánh võng, sử dụng điện thoại khi đi trên đường và phổ biến nhất là tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Giờ tan trường ở một trường tiểu học tại huyện Văn Giang, hầu hết các phụ huynh chở con em mình đều không đội mũ bảo hiểm. Việc phụ huynh không chấp hành luật lệ an toàn giao thông như thế này tác động xấu đến nhận thức của trẻ em về văn hóa giao thông. Rõ nhất là tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông còn phổ biến, thiếu ý thức khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường. Thậm chí trong nhiều trường hợp, các em còn gây tai nạn cho người đi đường. Thế vì sao mà cháu lại không đội mũ bảo hiểm? Cháu cũng vội sáng đi học, sợ muộn cháu vội quá quên. Hành vi vi phạm của các cháu phổ biến là cái việc là nhất là không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông. Thứ hai đó là các cháu dàn hàng 2, hàng 3 khi đi trên đường chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đó là chưa có giấy phép lái xe nhưng mà vẫn lái xe trên 50 phân khối. Các bậc phụ huynh là tuyên truyền nhắc nhở giáo dục các cháu để các cháu nhận ra được cái lỗi và cái hành vi vi phạm của mình để tránh
ảnh hưởng tới những người khác khi tham gia giao thông. Dưới góc độ của người quản lý về dạy lái xe và cấp bằng lái, ông Nguyễn Quang Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Hưng Yên cho rằng đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông là trọng tâm đối với mỗi người lái xe, từ đó hình thành thói quen tuân thủ luật giao thông khi điều khiển phương tiện. Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia là một môn học bắt buộc trong nhà trường khi học lái xe ô tô, với thời lượng tổng đạt tới 20 giờ về mặt thực hành, thì cũng học viên cũng được các giáo viên giảng dạy thực hành là cập nhật kiến thức và thực tế trong cái văn hóa cũng như là tham gia giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trên đường. Tháng 9, tháng cao điểm an toàn giao thông cho trẻ em tới trường, với nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh, từ đó hình thành văn hóa giao thông trong học đường. Trước tình trạng một bộ phận học sinh trong trường vi phạm luật giao thông, có em gây tai nạn giao thông cho người khác, ngay từ đầu năm học này, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức, thị xã Mỹ Hào phối hợp với đội cảnh sát giao thông, công an thị xã tổ chức tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ đến từng lớp học, đồng thời yêu cầu toàn bộ học sinh trong trường ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ khi điều khiển xe trên đường, nâng cao ý thức về văn hóa giao thông của học sinh. Nhà trường cũng rất quan tâm và tuyên truyền cho các học sinh biết rằng là an toàn giao thông là trên hết. Khi đến trường thì bọn em sẽ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Khi mà cháu đi đường thì vẫn còn nhiều bạn học sinh vẫn chưa có ý thức tham gia giao thông. Nhưng mà công an thị xã Mỹ Hào cũng như các thầy cô trong trường Hồng Đức thì đã tuyên truyền các bạn và các bạn đã có kiểu ý thức để tham gia giao thông hơn. Vào giờ đến trường và tan học, cán bộ quản lý nhà trường có mặt ở khu vực cổng trường để kiểm tra việc chấp hành luật giao thông của học sinh. Đồng thời, đội cảnh sát giao thông, công an thị xã Mỹ Hào thường xuyên bố trí lực lượng điều tiết giao thông, nhắc nhở khi có em học sinh vi phạm luật giao thông. Ngay từ đầu năm học này thì nhà trường cũng đã giao cho các lực lượng giáo dục như là đoàn thanh niên, rồi giáo viên chủ nhiệm và tổ tư vấn tâm lý học đường đã rất quan tâm đến cái việc mà giáo dục các em học sinh tham gia giao thông một cách an toàn đúng luật thông qua các buổi chuyên đề, các buổi chào cờ, các giờ sinh hoạt. Đặc biệt thì nhà trường cũng đã phối hợp với công an thị xã Mỹ Hào cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể trong việc tổ chức tuyên truyền rồi giáo dục học sinh ký cam kết tham gia giao thông một cách an toàn để các em đến trường cũng như về nhà được an toàn trên cái cung đường mà các em tham gia học tập sinh hoạt tại trường. Để hình thành ý thức và văn hóa giao thông trong học đường, bên cạnh công tác tuyên truyền thì các nhà trường cần duy trì hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông, mặt khác có biện pháp xử lý những học sinh vi phạm luật giao thông, kiên quyết không cho học sinh điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi và không đội mũ bảo hiểm khi tới trường và từ trường về nhà. Để hạn chế nguy cơ cháy nổ cũng như góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự tại địa phương, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đã thành lập mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Sau một thời gian hoạt động, nó đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Là một trong 8 hộ liền kề tham gia mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thôn Yên Phú, gia đình chị Hoàng Minh Hồng cũng trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy để chủ động phát hiện, xử lý những nguy cơ về cháy nổ nếu không may xảy ra. Nhà em luôn được tuyên truyền về những cái vấn đề về phòng cháy chữa cháy ấy. Thì nói chung là những cái mặt hàng này rất là dễ cháy cho nên là những cái vấn đề đấy được bên xã với cả các anh rất là quan tâm. Hiện xã Giai Phạm đã thành lập được 4 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại 2 thôn Yên Phú và Giai Phạm, một điểm chữa cháy công cộng. Tại các gia đình trong tổ liên gia, mỗi hộ đều được trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá rỡ, lắp đặt chuông báo cháy, 2 nút ấn báo cháy ở trong và ngoài nhà được kết nối liên thông để khi có sự cố tại một nhà, tất cả các nhà khác đều biết để hỗ trợ cứu người, tài sản và tổ chức chữa cháy. Cùng với đó, lực lượng công an xã Giai Phạm đã tích cực tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn,
thực tập phương án phòng cháy chữa cháy cho người dân, hộ gia đình trong các tổ liên gia. Từ chỗ xem công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, thì nay người dân trên địa bàn đã thay đổi nhận thức, xác định đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người, mọi nhà để đảm bảo an toàn trong khu dân cư. Trước thì ở đây cũng xảy ra một số vụ cháy nổ. Từ khi mà thành lập liên gia này thì mọi người cũng rất là ý thức cao, và cũng qua này thì tất cả mọi người cũng rất là hưởng ứng, cũng như là đã lắp đặt thiết bị mà kết nối được 5 gia đình. Thì khi mà xảy ra một cái sự cố gì đó, tức là mọi người đều hỗ trợ cho nhau. Lực lượng công an xã đã tuyên truyền đến toàn bộ người dân, cũng như là mở hội nghị về tập huấn kỹ năng về công tác phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền trên đài truyền thanh. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn đến các hộ dân khi có sự cố cháy thì người dân phải bình tĩnh, lấy bình và thao tác đúng theo những gì mà lực lượng công an xã đã thường xuyên hướng dẫn. Người dân cũng là cảm thấy rất là tin tưởng, phấn khởi vì đã được trang bị thêm về các kỹ năng sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy, cũng như là các kỹ năng thoát hiểm khi có tình huống cháy xảy ra, và cũng đã tích cực tham gia vào các tổ liên gia. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng sẽ nhân rộng các mô hình ra, để cố gắng để trên địa bàn toàn xã thì sẽ có được nhiều mô hình hơn nữa để người dân có thể hỗ trợ nhau giải quyết ngay từ những bước ban đầu khi có tình huống cháy xảy ra. Thưa quý vị, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên xã Bình Kiều, huyện Khoai Châu đã tạo ra nhiều sân chơi thiết thực, thu hút đông đảo trẻ em vào những hoạt động lành mạnh. Đều đặn một tuần 3 buổi, vào buổi chiều tối, tại sân trường trung học cơ sở xã Bình Kiều, sôi động hoạt động tập luyện võ cổ truyền dành cho lứa tuổi học sinh do Đoàn Thanh niên xã tổ chức. Với mục đích thu hút, tập hợp trẻ em và thanh thiếu niên vào những hoạt động tập thể bổ ích, đồng thời lan tỏa phong trào tập võ cổ truyền của dân tộc, Đoàn xã Bình Kiều đã thành lập câu lạc bộ võ cổ truyền với gần 50 thành viên, chia làm 2 lớp. Võ sư Nguyễn Như Tuyên, một đoàn viên trong xã, tự nguyện tham gia truyền dạy bộ môn võ cổ truyền cho các em nhỏ. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu trong địa phương ấy, tránh xa những cái tệ nạn xã hội này. Mình luôn luôn là dạy các cháu, thứ nhất đầu tiên là võ đạo. Trước tiên học được võ phải học được đạo. Về nhà phải biết tôn trọng bố mẹ, ông bà, và đến lớp thì phải nghe lời thầy và giúp đỡ bạn bè. Lớp võ cổ truyền do Đoàn Thanh niên tổ chức không đặt nặng vấn đề kinh tế, mà mục đích lớn nhất là tạo sân chơi cho trẻ em để các em có nơi rèn luyện sức khỏe, giải trí sau những giờ học căng thẳng, và học võ để tự vệ, đồng thời góp phần làm cho thế hệ trẻ yêu môn võ cổ truyền của dân tộc. Chính vì vậy, các em nhỏ trong xã Bình Kiều rất hào hứng tham gia lớp võ. Cháu tham gia lớp võ được 3 năm, cháu cảm thấy rất là đến đây rất là vui vẻ. Học võ thì tốt cho sức khỏe, cũng vui được gặp nhiều bạn mới. Đầu năm 2022, Đoàn Thanh niên xã Bình Kiều phối hợp với cơ sở thôn An Cảnh cải tạo khu ao ô nhiễm thành sân bóng đá, tạo điều kiện cho trẻ em có nơi đá bóng hàng ngày. Kinh phí xây dựng sân bóng và mua sắm cơ sở vật chất là 250 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa của đoàn viên thanh niên và người dân thôn An Cảnh. Đối với xã Bình Kiều thì hiện nay cái sân chơi cho trẻ em trong thiếu nhi thì vẫn còn hạn chế. Thì do vậy là đoàn xã cũng rất là quan tâm. Thế thì đoàn xã cũng đã xây dựng cái sân, một số cái mô hình như là xích đu và sân bóng đá. Đoàn Thanh niên xã Bình Kiều tiếp tục làm các khu vui chơi cho trẻ em với những đồ chơi bằng vật liệu tái chế để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của trẻ em trong xã. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục Văn hóa và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.